Địa bàn tỉnh Quảng Trị luôn được ví như chảo lửa khi mùa nắng nóng đến. Để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại địa bàn có điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, Sư đoàn 968 Quân khu 4 luôn chủ động đề ra các chủ trương, biện pháp, cách làm phù hợp, hiệu quả để vừa đảm bảo tốt sức khỏe cho bộ đội, vừa huấn luyện đạt kết quả cao. Công tác tổ chức giáo dục tuyên truyền cho bộ đội, nắm chắc kiến thức và thực hành xử lý thuần thục các tình huống khi xe nắng, xe nóng là một nội dung quan trọng trong chương trình huấn luyện. Qua buổi huấn luyện ngày hôm nay đã giúp tôi có thêm những kiến thức, hiểu biết về nguyên nhân, cách khắc phục các triệu chứng phòng chống cháy nắng, cháy nóng và một số bệnh khác khi huấn luyện cường độ cao trong điều kiện nắng nóng. Điều đó rất bổ ích cho chúng tôi trong giữ gìn sức khỏe của bản thân để phục vụ vào đời sống, hoạt động quá trình công tác huấn luyện của đơn vị, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với trang bị cho bộ đội nắm chắc những kiến thức, kỹ năng tự phòng chống cháy nắng, cháy nóng, quá trình huấn luyện, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 968 đã triển khai làm hệ thống nhà bạt, lán bạt mini gọn nhẹ để dễ dàng cơ động, phục vụ che nắng cho bộ đội trên thao trường. Quá trình huấn luyện trong điều kiện thời tiết nắng nóng, sư đoàn đã điều chỉnh thời gian, nội dung phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe tốt cho bộ đội, thực hiện đầy đủ chương trình, kế hoạch huấn luyện. Các cơ quan, đơn vị nghiên cứu chương trình, nội dung huấn luyện, điều chỉnh một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với tình hình thời tiết diễn biến trong từng tuần, trong từng ngày. Có những nội dung chúng tôi phải điều chỉnh thời gian huấn luyện có thể sớm hơn hoặc muộn hơn để bảo đảm đủ đúng nội dung và thời gian chương trình huấn luyện. Bên cạnh đó, Sư đoàn 968 còn chú trọng điều chỉnh thời gian huấn luyện phù hợp, đồng thời tận dụng các khu vực có nhiều cây xanh, khu vực có nhà mái che để huấn luyện bộ đội. Cùng với đó, tăng cường lực lượng quân y theo dõi, bám nắm bộ đội trong quá trình huấn luyện. Trong quá trình tổ chức huấn luyện tại thao trường, chúng tôi đã chỉ đạo đối với các đơn vị tiến hành là bố trí là y tá đại đội, y sĩ của đoàn là tiến hành là bố trí các cái lán để theo dõi khu vực bộ đội huấn luyện. Đồng thời đối với là trung đoàn là chỉ đạo đại đội hệ 4 của đoàn đảm nhiệm một cái tổ quân y có xe cứu thương ở khu vực thao trường để là sẵn sàng là xử lý các cái tình huống khi là bộ đội là đảm cái xảy ra xe nắng xe nóng. Song song với nhiệm vụ huấn luyện, Sư đoàn 968 tập trung chỉ đạo các đơn vị chú trọng công tác đảm bảo ăn nghỉ của bộ đội, nhất là thường xuyên điều chỉnh chế biến các món ăn nhiều chất dinh dưỡng, đảm bảo đủ nước uống cho bộ đội, tăng cường nước lọc tinh khiết, nước lá giải nhiệt do bộ đội tự nấu. Đặc biệt trong những ngày điều kiện nắng nóng gay gắt, các đơn vị đã trích quỹ vốn từ tăng gia sản xuất chăn nuôi để tăng cường thêm các loại nước mát giàu vitamin C bổ sung cho bộ đội để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện. Với thời tiết nắng nóng ở Quảng Trị hiện nay thì chỉ huy các cấp cũng như là cán bộ ở các cấp đã linh động kịp thời lợi dụng các cái bóng râm bóng mát ở thao trường để cho chiến sĩ chúng tôi có thể lợi dụng vào đó để huấn luyện cũng như là luyện tập các động tác. Bên cạnh đó thì cũng đáp ứng đủ về nhu cầu nước lọc, không những nước lọc mà còn có cả nước vối để chúng tôi có thể giải khát kịp thời cũng như là cung cấp đủ lượng nước để giải khát. Nhờ dự báo tốt tình hình diễn biến phức tạp của điều kiện thời tiết, kịp thời điều chỉnh các chủ trương, giải pháp đồng bộ phù hợp với thời tiết khắc nghiệt của địa bàn đóng quân, trong 6 tháng đầu năm 2023, Sư đoàn 968 luôn duy trì quân số khỏe, đúng quy định, tổ chức huấn luyện các nội dung đạt kết quả cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.